Lương Xuân Trường ký tặng một cổ động viên. Tại giải năm nay, tiền vệ người Tuyên Quang đã thi đấu xuất sắc, thể hiện vai trò của một người đội trưởng ở cả trong lẫn bên ngoài sân cỏ. Huấn luyện viên Park Hang-seo nói U23 Việt Nam đã đem lại cho ông những khoảnh khắc đáng tự hào nhất trong hơn 40 năm cầm quân. Quang Hải là ngôi sao sáng nhất của đội, với 5 bàn trong 6 trận, trong đó có rất nhiều bàn được xem là tuyệt phẩm và mang tính quyết định. Ở trận chung kết hôm qua, anh là người ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Việt Nam bằng một quả sút phạt thần sầu. Không chỉ gắn kết trên sân, hai trung vệ thép Đình Trọng, Trái và Tiến Dung còn thân thiết bên ngoài. Nụ cười hiền lành của thủ thành Tiến Dũng. Khá lâu rồi bóng đá Việt Nam mới lại có một thủ môn tạo được niềm tin và nhiều cảm xúc như chàng trai này. Hồng Duy hớn hở khi chuẩn bị được trở về nhà. Ở giải vừa qua, anh hai lần được vào sân từ băng ghế dự bị ở trận gặp Qatar và Uzbekistan. Sự xuất hiện của cầu thủ này luôn đem lại sự cơ động cho các mũi tấn công ở biên của Việt Nam. Thủ thành Tiến Dũng được khá nhiều người xin chụp ảnh cùng. Tiến Dũng được chú ý đến sau khi có những màn trình diễn xuất sắc tại giải U23 châu Á. Thủ thành người Thanh Hóa đã cả phá một quả phạt đền trận gặp Hàn Quốc ở vòng bảng và 3 quả luân lưu trong các trận đấu ở vòng đấu loại trực tiếp với Iraq với Qatar. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức về U23 Việt Nam. Chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ hạnh phúc.